Người nhiều tuổi có nên tạo hình cằm bằng filler hoặc là các hoạt chất làm đầy hay không? Thì đây là 1, 2, 3 khách hàng của bác sĩ. Những người khách hàng này, những chị khách hàng này đa số họ đều trên 40 tuổi rồi và họ đều tạo hình cằm một cách tự nhiên. Thì có những cái lý do sau đây mà mình hoàn toàn có thể tạo hình cằm bằng chất làm đầy cho những người nhiều tuổi. Một, cái hoạt chất làm đầy mà các phòng khám, clinic hoặc bác sĩ lựa chọn đa số nó rất là an toàn. Hai nữa là không có phải phẫu thuật, mình chỉ là một cái thủ thuật tiêm chích thôi và sau đó mình sẽ về nhà sinh hoạt bình thường. Cho nên mình hoàn toàn có thể tạo hình xong mà mình vẫn quay trở lại cuộc sống mà không có cần nghỉ dưỡng. Tiếp nữa là mình sẽ nhắc lại một vài năm. Thì cái điều đó cũng rất là dễ để mà mình thực hiện những cái thủ thuật này và nhiều bác sĩ có thể làm được. Hơn nữa đó là mình không có đau, không có bất kỳ một cái cảm giác khó chịu gì sau đó nếu như mình được làm đúng, nếu như vô khuẩn tốt và nếu như tạo hình đúng cái vùng đó và biết về giải phẫu của cái vùng đó. Cho nên đây vẫn là một cái lựa chọn tốt. Hiện tại đó thì chỉ có hai phương pháp thôi, một là tạo hình bằng chất làm đầy ở vùng cằm hoặc là mình sẽ sử dụng một cái vật liệu độn, mình gọi là độn cằm. Thì trên cái quan điểm góc nhìn bác sĩ Mạnh Linh đó, nếu như mà mình nhiều tuổi hoặc là cái vùng cằm của mình đó, nó không có thực sự khiếm khuyết quá lớn, nó chỉ ở mức vừa phải thôi á, thì bác sĩ vẫn thích tạo hình bằng chất làm đầy hơn là vật liệu độn. Bởi vì vật liệu độn đó thì mình cũng phải gọt một cái khối silicone để mình định hình vô ở cái vùng cằm của mình, thì cái khối đó là silicone đặc cho nên một phần nào đó làm cho mình có cái cảm giác cái vùng cằm của mình nó sẽ bị đơ về mặt biểu cảm, nó không có được tự nhiên lắm. Còn nếu như mà may mắn mà mình gặp một cái bác sĩ phẫu thuật mà có góc nhìn nghệ thuật và làm mát tay thì mình sẽ khắc phục được những cái hậu quả đó, những cái nhược điểm đó. Thì mình cùng nhìn những cái khách hàng của bác sĩ đó là trước khi mà tạo hình, đa số đó gương mặt của mình sẽ không có cái điểm nhấn và cảm thấy khiếm khuyết cái vùng cằm. Cho nhìn cái góc mặt của mình, vùng góc ngang và góc chính diện đó đều cảm giác như là thiếu hụt. Thì bác sĩ thường xuyên đã làm một vài video chia sẻ về như thế nào gọi là một cái cằm đẹp. Thì mình sẽ cùng điểm lại là cái góc ngang nó đạt được một cái tỷ lệ mũi môi cằm nằm trên một cái đường, và góc chính diện đó cái tỷ lệ 1/3 đưa về một cái tỷ lệ gần như đạt được một cái tỷ lệ đó thì sẽ đạt được một cái cằm đẹp. Thì những khách hàng này sau khi tạo hình xong thì đa số sẽ sử dụng khoảng cỡ 2 đến 3 đơn vị của filler, và các dạng filler khác nhau thì sẽ khác nhau. Bác sĩ cũng sẽ gợi lên 3 loại filler mà được cấp phép của Bộ Y tế hiện tại đang lưu hành tại Việt Nam để mình cùng hình dung. Đó là 3 cái loại mà filler trên cái hình ảnh đấy bác sĩ vừa show cho các bạn thường xuyên được sử dụng khi mà bác sĩ Mạnh Linh tạo hình. Thì tất nhiên cái giá của nó sẽ cũng khác nhau giữa các cơ sở điều trị và các vật liệu đầu vào. Bởi vì các bạn biết đó, một cái câu dân gian người ta thường nói là tiền nào của đó là một cái điều có thiệt. Giả sử như cái hãng nó hơi nhỉnh tiền hơn một xíu, giá hơi cao đó, thì cái độ dính của nó tốt này, thời gian tồn tại cao này, phản ứng phụ mà không có mong muốn nó xảy ra của nó ít hơn. Cho nên nếu như mình có tài chính thì mình hoàn toàn có thể nên lựa những cái loại mà thực sự tốt cho cơ thể của mình. Bởi vì dù sao nó là vật liệu độ, nó sẽ tồn tại với cơ thể của mình trong một khoảng thời gian khá là dài, cỡ một vài năm, thì mình nên lựa chọn những cái loại nó cũng tốt hơn. Nếu như mà bạn muốn khắc phục đẹp hơn, nâng tầm nhan sắc hơn và cũng nhiều tuổi, sợ những cái rủi ro không đáng có, hoặc là bạn sợ phẫu thuật, không có thích độ, thì bạn hoàn toàn có thể lựa cái phương pháp tạo hình không xâm lấn và tạo hình bằng chất làm đầy này. Thì contact số điện thoại liên lạc của bác sĩ ở sau video, bạn có thể đặt lịch và tư vấn với bác sĩ Mạnh Linh.